Cho các bạn chơi lắm ta, hứa luôn. Đi cắm trại duy nhất là được ăn, là ăn quá trời luôn. Mình chỉ thích vậy thôi à. Quán tù si. Bỏ ra. Còn không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa.